xin chào tất cả các bạn nha. Lời đầu tiên cho kênh Săn Bắt Săn Hổ TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thì sáng hai anh em mình đi qua giao lưu cũng như là đi học hỏi kinh nghiệm ở bên Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ của kinh ông anh ấn tên là bà bạn anh bạn kinh Bãi Gắn Cần Thơ nha. Và bà chị có biệt danh là Hổ Nách đó, là bà có cái kinh là nữ cái gì nữ thợ săn vlog. Thì sáng hai anh em mình đi giao lưu xong rồi thì chưa về đâu, về tới đây một mấy hai giờ rồi, anh em mình nó đi xách lưới đi bẫy cà cuốc cả nhà. Thì anh em mình nó đang đi bên đó đó, nó đang lùa bên đó đó, anh em mình nó văng đâu giữa ruộng. Bây giờ hai anh em mình đi đuổi giống như cái bữa mình đuổi cà cuốc đó như hàng ngày đó. Thì hy vọng là bữa nay chúng lớn nha cả nhà. Chỗ này bẫy gắn cũng thất thu quá cả nhà. Sáng qua giao lưu kinh của ông anh cũng dính có mấy con không hành à. Cả tháng này gắn nó cũng ít đi, sáng anh cũng nói ít đi. Thì mình đi học hỏi những kinh nghiệm của anh. Anh cũng đặt bẫy chuyên nghiệp đó cả nhà. Hy vọng cả nhà ông ủng hộ mấy anh em mình làm mấy clip như đi bẫy gắn đồ vất vả lắm cả nhà. Giờ hai anh em mình đi lùa dài dài lên, em mình đã đi phía bên kia, mình đi phía bên đây. Lùa dài dài lên gần tới cái là chạy đuổi là nó là hơi đại vậy đó cho nó đâm lưới. Quá trời nước. Rồi bẹp luôn. Vì mấy cà cuốc nó khoái lắm nha cả nhà. Đó, nó kêu cái gì. Chạy la được ha Tâm. Chạy la đuổi được ha. Rồi bánh nó dính không hả? Rồi đây anh qua đến con bên đây coi. Dằn giáp miếng ruộng luôn nha cả nhà. Đến con đây đi lưới nữa. Ơi có nè Tâm ơi, có ơi nhóc chân Tâm ơi, vô mánh rồi cả nhà ơi. Đây nè hai ba chú gì luôn rồi nè, Tâm ơi. Ê con lại con chụp con cò này trước đi. Khúc đằng đó anh không biết nha, khúc này là hai con đó. Sao làm gì sập dưới hả? Nè đây con nè, Sao nằm dưới rồi ta? Cái lưới này văng chịu biến mất, hôm nay trời gió quá nó sập xuống. Chắc dữ quá nè, đây con nè. Dính dữ chưa? Đắng dính nhiều hơn tan kia nhiều. Đắng con kìa. Ừ. Tan ăn mà tao kia để thêm coi. Nè, bắt con này đi. Có vụ gì đó. Thằng để lại con chỉnh luôn rồi thôi, đi qua cái mọt đi. Bắt con này luôn đi, con này ăn cỏ phải không? Đâu. Nè. Rồi. Ủa, rồi. Gì vậy? Con mà. Đâu đây mới đây con nè. Trời ơi biết gì ở đây con này được rồi. Cà cuốc hay ăn cỏ. Biết cỏ hay cà cuốc mà nó ngồi ở dưới này nè, anh tưởng là nó dính lưới rồi. Có gì đâu, ở đó nó bay ra không dính rồi đó. Cái tổng ngái đó. Rồi, cho không nó ngồi dưới luôn. Ủa kỳ ta.
người về đây hèn chi ta lớn không khỏi nổi tức gì đâu á. Vô dây hả? Thì mình căng ẩu rồi bạn ơi, nó quá cay luôn rồi. Bắn vô mình cũng đợi để nó làm gì nó dùng băng tưởng đâu dính nhiều không đó. Để mình bấm dựng máy mình kiếm cái con đó, nghe cả nhà. Nghe mình nó căng lưới lại mới được. Gió quá gió bạn ơi, ở đây gió lớn lắm. Tại bên kia nãy cũng dính mấy anh em mình, nó dính mấy con quánh kìa. Bạn dính nhiều hơn đây nữa chưa? Rồi đây nghe mình căng mình đi lại mình quặng con này nãy. Thánh thằng ơi rồi. Mà biết gì chụp nó được rồi. Hả? Đã rồi. Thắng rồi nè. Nó con cây cuốc nằm y trên rồi đó. Nè cây cuốc nằm trên rồi nè cả nhà. Ơ ừ, trời. Nói bây giờ anh chụp nó luôn được rồi. Rồi em mình nó đi gỡ dài qua mấy bạn ơi. Xử lý vụ lớn này rồi các bạn. Sao tự nhiên lùa quá trời lùa các bạn ơi. Tầm như gió chịu quá trời lớn nè. Nó căng lên bởi vì cây cuốc nó dính nằm nãy, trên. Nãy sập viện mình tưởng đâu dính dữ lắm khúc này không nào. Dính có mấy con khúc này à. Nè, ở chổng có bài nè, con mò đỏ này là bự ha. Ừ, bự. Chiều có nghe tiếng người ta túc ở đây tưởng đâu túc. Túc cái mình thắt nè mấy bạn. Nhỏ không có túc. Cuốn đi về thấy mình văn lưới túng cái gì à. Chiều có người đặt máy túc hả? Ừ, đặt máy túc đâu nói đó. Sao giờ này nín queo không biết. Gặp mình căng lưới cuốn cái gì à. Tại mình căng chết, tại mình dặn với bạn này. Trước rồi mình dặn lúc sớm. Tay này tay lưới bắt cò được luôn nha nha. Diệt gì lụm luôn. Rồi sẵn đây mình nổ nó bên vậy cho chắc nha mấy bạn. Vậy đi cho chắc ăn. Trời, cho ra mà mình nhét lòng giấu nha mấy bạn. Trên nó nhìn thấy lòng nó nhát nha mấy bạn. Vậy đừng cho nó có ba vuột chứ cũng hết chạy đừng mấy bạn ơi. Hồi đủ. Hồi nãy cái lòng mình vuột tút bển nè. Hồi đuổi không? Thôi em đổi thử dặn này ra. Rồi, hồi mình ngồi đây, đây nghe mình đuổi. Khúc này nó còn hơi thấp nữa tao. Quan tặng lãnh lên thì à, khúc đẳng nó dính kìa. À. Không có dính nha cả nhà. Nãy anh lại anh gặp thấy hai con rồi. Ông nội kia ông nội chứ tưởng dính rồi lứt rồi. Cái gì chụp nữa. Hả? Ừ, dính cu luôn các bạn ơi. Cu núi, đang căng rất chiều nè, cái con cu gù gì đó mấy bạn. Vô một em cu. Nhổ lông nó nữa mấy bạn ơi. Nhổ lông nó đi. Đi. Ừ. Cho nó chút chút đây nghe nữa rồi. Đây. Đây. Nghe các bạn. Đó. Em cà cuốc. Cu. Đó con em nữa kìa. Đó con em nữa kìa. Rồi, cái bên cũng thấy nữa chứ. Cứ nhổ lông đi, hồi bới lòng cho chắc ăn. Để cầm cầm để rớt cái nó ai bắt mẹ ha. Cút này cũng được mấy em à. Hồi cưng ra ngoái cưng lùa này mới nửa đất rồi, còn nửa đất khúc ngoại nghe cả nhà. Thử rồi có không mấy bạn. Thôi tự nhiên bữa nay sạc xe lướng rồi chạy. Dính được. Thôi mấy con mà sạch xuống, tự nhiên mấy cây này tắm không. Gió quá chuyện hả? Rồi, em mình gỡ con này nó mấy là 4 hả? Rồi, 3 cà cuốc con cu. 3 cà cuốc con cu. Con cu. Con cu chim cu nghe cả nhà. Chưa về tới đây 1 giờ mấy rồi em nó uống nước xong nó dắt ra lưới đi ra đây nó căng. Để chưa giờ gì cũng có dính cu nữa trời. Nó bay trời đất bây giờ nè, lúa người ta mới cắt ra mấy bạn, cái đầu nó xuống ăn nè. Đấy chị, ngày giờ mai cái chị có dính con này có số người kêu là con chim mó nhát nha cả nhà. Nó hai ba tên ạ, chim mó nhát, cà cuốc nè. Này còn tay nữa nha cả nhà. Này mình đánh hai tay á mấy bạn. Tay đây lưới nó mạnh hơn lưới nó. Rồi đưa rồi đó.
lưới nó manh nó mỏng hơn nè. Cái này thì dễ gắt mà con nó nhạy hơn, trại chim nó không có thấy mà. Ồ ồ ồ ồ quá trời ơi. Ừ. Nó lồng lại gỡ đi đây. Mình bấm máy lên mình chui qua được các bạn này. Sót nữa. Ừ. Có sót nữa nha. Rồi con thứ 5 cả nhà. 4 con cà cút con cu. Ừ. Lưới nè cả nhà thấy lưới. Cu để cao lắm, cao này chắc cũng có 2 thước ha. Này ha thằng. Ừ. Trên nhiêu? Cái năm này em căng thẳng tới 6 mét lận nè. 6 mét bốt tùng còn 4 mét rưỡi 5 mét. Trời ơi, nhảy bạch bạch trước rồi mấy bạn ơi. Ta lưới bên đây nó nhuyễn nó dễ dính, ta lưới bên kia, ta lưới bên kia thì dội như nắng dọc con này... mà nó văng đó thấy không? Ừ, giống cu đất quá hả? Nè, cu cộm. Ừ. Ừ. Ừ, được một em cu cộm mấy bạn ơi. Trời ơi. Đâu nó dễ dữ ra không? Bạch bạch trước nữa kìa. Con này con thứ mấy rồi? À, số hên được 2 cu cộm nha mấy bạn. Con cu cộm, con cu núi nghe. À vậy hả? Con cu cộm, con cu núi là con cu gì? Cu cu đó mình đây kêu cu núi. Cu ngói vậy hả? Cu gì, không phải cu ngói gì. À, cu nó ngổ hả ta? Để hỏi chút xíu tổng kết cho mấy bạn xem nha, đây con nữa nè. Con nào nó mập mập không mấy bạn ơi. Quá sướng mấy bạn ơi, lâu lâu đánh lại im quá. Quá sướng mấy bạn. Ở đằng đó nó dậy phành. Trời ơi. Lũi nước luôn nhảy phành phành chứ. 2, 4, 6, con thứ 7. Con là không biết nữa. 7 đó. À, 5 con cờ cuốc không? Ông cánh đi các bạn ơi. Đếm 5 cờ cuốc không? Mới 4 cờ cuốc à, con này nó 5 nè. Ừ đó, 5 với 2 cu là 7. 2 cu 7 con đó. À, đây anh em, 8 con em lạch bạch đó nữa kìa. Lụm cái em quậy đi trước đi. Rồi 8 em này nữa là 9. Ồ, mã này được 7 chú cà cuốc, 2 chú cu. Quá đã. Ơi bên đây bay qua chứ. Bạch bạch nè. Rồi ơi xe lưới rồi. Con này là con mái nè, nó bự. Ừ. Bên đây bay qua thăm. Con này con bự này nó quắn quá các bạn ơi. Nó dãy nè. À, em gỡ. Ồ, máy nó mập ha. Con này mình đếm cho người ta bữa hôm là 25 ngày ha. Rồi mình mặn là khác ha. Ừ, 9 con là thấy ngon lành nha mấy bạn. Cũng gần ngày làm rồi đó. Nói chung là vì đam mê mấy bạn ơi. Cực có cực, có bữa trúng bữa thắt, có bữa phải xé lưới luôn mấy bạn. Có bữa cũng có con hai con mình không có up clip lên cho mấy bạn xem đó. Nào ít quá mình bỏ luôn mấy bạn ơi. Không có up clip lên mấy bạn xem, nào nhiều nhiều mình up. Con hay con thôi. Lên mấy bạn xem sợ mấy bạn cừ mình. Mình làm nghề gì cũng vậy, nó hên xui mấy bạn. Mình đây á, mấy bạn biết sao, mình chỉ căng mình bỏ thôi chứ mình không có đánh thoải mái. Mình để mình căng mấy đồng mà ruộng người ta cắt rồi, gặt rồi nè mấy bạn. Cái mình đánh nó bay rồi nó dưới. Nổ lông cho chắc ăn luôn đi. Nổ lông đi. Chưa lúa đừng cho mấy kia nó có bay qua lại nó gặt nó khỏi sợ. Em sửa lại. Làm hai gắt anh mặt lưới hả? Rồi con thứ 9 nha cả nhà. Ít nhất là mình bỏ lông trước chắc ăn mấy bạn ơi, nó có bay ha, cũng ấy. Dục. Hết bệnh này bệnh ngang nó khoảng nhiêu mét ta? Cái hai tay này 90 mét. À, chỉ vậy quá ha, vậy vậy đó. Cái tay kia 7 mét, chiều cao tay này có 6 mét. Rồi con thứ 9 nha cả nhà. Rồi kiếm chỗ nào anh ngồi cưng đi đủ nha.
Em đạp lên chứ nhiều quá nhà. Nè cả nhà, được nhiêu nè. Ôi ôi, một lòng luôn, quá đã. Rồi chút xíu nữa về mình tổng kết cho cả nhà xem nha. Rồi, em mình nó đi đuổi thì mình ngồi đây mình đợi nha. Có dính nữa thì mình quay cho cả nhà xem, không có thì hai anh em mình lậu về tổng kết cho cả nhà xem nha. Bữa nay vì là nói chung là trúng lớn quá thì cũng không phải, mà thắt cũng không phải, nói chung là vì là đủ sống rồi nghe cả nhà. Vì là anh em mình vui rồi. Thôi mình xin bấm tạm dừng đây rồi anh em mình đi đuổi rồi, cái gì mình bấm máy lên quay cho mấy bạn xem nếu có dính nha, còn không có về anh em mình tổng kết. Cứ này thất thu cả nhà ơi, anh em mình đuổi con một mà bay bổng lên mục tiêu. Mấy bạn nghe rõ nghe rõ không? Đằng đó người ta thổi đằng kìa. Hàng chi nó bay về bên bển mẹ hết rồi. Mình đuổi nó bay về bên người ta cho dính bên người ta mấy bạn. Xui quá bữa nay gặp ông cơ cũ ông gắt cái nước quá kìa. Trời trời lỗ này lỗ con gì bữa dưa. Lỗ cho bá hả? Bá. Lỗ này bay thủng vậy chứ. Cái dây cuộc lại luôn mấy bạn. Cuộc lại đi. Trong gom đỡ đi. Lũng quá trời gì ta. Tay này sao lũng dữ vậy nè. Tay này lũng rồi hơn giá rồi, bữa nay làm gì lũng quá trời lũng trời. Không có, không có, bữa nay là mình trúng rồi mấy bạn kìa, giờ người ta thổi bánh kìa, làm gì vậy. Người ta có máy để thổi, mình chơi mình gian thí à. Trúng đồng nghiệp cao thủ hơn rồi. Rồi thôi, bữa nay thành quả được nhiêu cũng mừng các bạn ơi. Rồi chút xíu về tới nhà tổng kết để như là 9 con rồi nha. 9 con. Ừ. Cho mấy bạn xem nha. Rồi. À. Này là mình khì rồi nấu cháo luôn còn đủ nữa ha mấy bạn. Rồi sáng hôm sáng làm tấm hình đây luôn đi, mình làm vậy đó. Thấy hả? Thấy. Tương đừng gọi đèn đây. Hay, à, hay là quay ra chụp cái lồng thôi, thổi chụp cưng được không? Được, thổi. Quay cái gì đi mà, quay nhà để con đi. Rồi, thôi cho hai anh em mình kết thúc clip này nha. Rồi chào cả nhà kết thúc clip này luôn Tâm ơi. Chào cả nhà luôn ha. Mình bữa nay thành quả được nhiêu cũng được rồi các bạn ơi. Về nấu cháo gu ti cũng được luôn. Rồi, thôi hai anh em mình xin kết thúc clip tại đây nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Thì giờ này chắc cũng tầm gần 9 giờ về ngủ rồi, mai đi thăm bảy gắn nữa các bạn ơi. Anh em mình công chuyện nó cứ liên tục vậy đó. Làm ngày này thì mình khỏe chịu thôi cả nhà. Trên sân Bắc nữa các bạn. Hết Bắc này tới Bắc kia xây qua xây lại hoài đó. Rồi thôi cho anh em mình chào cả nhà clip này. Hẹn cả nhà ở cái clip bảy gắn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.